cả nhà. Chiều nay thì Sài Gòn lại tiếp tục mưa, vừa mới tạnh xong, đường ngập, xe chết máy la liệt, cả xe tải, ô tô lẫn xe máy. Mình thì cũng phải dẫn bộ xe khoảng tầm mất 20 phút mới lên được đến xưởng. Cũng may là xe không vấn đề gì, mình nhanh trí tắt máy khi trước khi đi vào cái đoạn mà ngập sâu. Cơ bản thì ướt giày, ướt quần tí thôi. Bây giờ thì chiều nay mình sẽ đang trên cái máy nhỏ, máy lớn. Đây là cái máy tính sẽ theo dõi đồ thị ở trên đó. Đây là cái bao cả. Mình xưởng cũng nhỏ thôi, tập trung vào ra chất lượng. Bên mình thì chủ yếu là ra để mà ổn định cái chất lượng cho cái hệ thống chuỗi quán của mình. Ngoài ra thì cũng cung ứng một số anh em bạn bè, thì thường là những cái khách hàng họ nhận diện được về cái vấn đề chất lượng thì sẽ đến với mình. Chứ còn về giá thì mình không cạnh tranh thôi, chứ không có phải là giá rẻ nhất thị trường. Giờ thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một ít về các cái nhân xanh của bên mình. Thì bên mình chủ yếu là dùng cái hàng Rohani này, sàng 14 nhỏ nhưng mà có vỏ. Ngoài ra thì mình cũng có Rohani sàng 16. Rohani sàng 16, hàng rất là đẹp. Đây là rô chế biến khô, tỷ lệ chín cũng tương đối là cao, hàng sàng 16, hàng rất là đẹp, giá thì cạnh tranh. Ngoài ra thì bên mình cũng làm cả hàng specialty, hàng Arabica, các loại, các vùng miền, cung cấp cho quán. Đây là cái góc nhỏ này, là buổi sáng nay mình sang mẫu mấy mẻ này để test chất lượng này. Sau đó thì mình tìm hiểu cái cà nó kỹ, thì lúc đó thì mình mới đi vào rang sản xuất. Cơ bản thì mình cũng còn tương đối là chưa có được hiện đại, nhưng mà mình làm rất là kỹ từ những cái khâu cơ bản nhất. Kỹ từ những khâu cơ bản nhất. Đây là cái máy rang 10kg của mình. Thì máy này cũng khá là ok, có thể ra được cái máy rang tương đối là ổn định. Đây là những cái đồ thị để rang của bên mình. Thì ở đây mình sẽ hiện giờ thì ở đây mình giới thiệu mọi người là cái quá trình warm up mẻ rang đầu tiên của mình. Đây chính là mình làm nóng cái máy rang lên thì mình sẽ warm up cái nhiệt độ của máy một cách rất là chậm rãi. Thì cái quy trình này nếu mình bỏ qua thì mẻ rang đầu tiên thường là sẽ rất là tệ. Còn nếu mà mình làm tốt nó, cái mẻ rang đầu tiên nó sẽ ổn định giống như những cái mẻ rang tiếp theo. Khi đó máy nó được nóng, nó ổn định rồi, chất lượng nó sẽ ổn định. Arabica của mình, hạt nhân Arabica này là commercial luôn, tức là hàng để dùng để
mình phục vụ cái nhu cầu đại chúng nên là chất lượng khá là ok, khá là ổn. Nhưng Arabica chế biến natural, chất lượng khá là đồng đều và có một cái mùi thơm trái cây. Hàng này thì mình hiện nay mình đang dùng để blend theo cái tỷ lệ từ 10% cho đến 30% tùy theo yêu cầu của đối tác và tùy theo cái gu của đối tác yêu cầu. Và khi mà mình blend cái thằng Arabica này vào với lại cả Robusta thì nó lại tạo ra những cái hương vị rất là theo cái tính chất là nó hỗ trợ và nó nâng đỡ hương vị cho nhau. Cái Arabica thì nó sẽ có những cái hương vị chủ đạo như là chua, trái cây, cái hương thơm. Nó sẽ bổ trợ cho cái vị đắng nhẹ, đắng ngọt của Robusta khi mà rang ở cỡ medium, tức là cỡ trung bình. Đó. Và mình thường blend với tỷ lệ khoảng từ 10 cho đến 30% để ra những cái ly cà phê nó đúng cái gu truyền thống của Việt Nam. Mình có thể pha phin hoặc pha máy, nhưng mà khi mà pha với cà phê sữa đá thì rất là ngon, bạc xỉu cũng rất là ngon, và cà phê đá thì nó kết hợp với một chút đường nữa thì nó sẽ chua chua ngọt ngọt và nó sẽ rất dễ là uống đến cái giọt cuối cùng. Để mình mang cái hạt nhân xanh Arabica này ra cái chỗ sáng hơn để giới thiệu với mọi người cho dễ nhé. Thì đây là cái hạt nhân của mình, Arabica. Mình dùng hàng khá là chất lượng để mà blend cùng với lại cả Robusta để mà có cái hương vị rất là tốt. Cà vào trong máy rang xong. Tôi để ý là cái đồ thị ở đây. Đồ thị ở trên máy tính đấy. Đang chạy. Đây là cái máy đầu tiên thì mình warm up tương đối là kỹ. Nhiệt độ đi tương đối là tốt để mà theo được cái đường đồ thị cũ. Tuy nhiên đây là mẻ đầu, mọi người sẽ chú ý ở đây là nó sẽ đang kém hơn này. Thì rõ ràng là mình vẫn chưa làm tốt được 100%. Đầu tiên của mình thì mình đang là Robusta hoặc Honey 14. Đây là đồ thị của mẻ rang đầu tiên trong cái buổi rang ngày hôm nay của mình. Thì mức độ lặp lại của mẻ rang nó sẽ không được tuyệt vời như những cái mẻ rang sau. Nhưng mà cơ bản thì cái này mình cũng tạm chấp nhận được. Hiện giờ đang là 12 phút 46 giây rồi. Và đây là cái nhiệt độ của máy của cà 203 rồi. Đẹp là 12%. Thì lúc này mình sẽ cân nhắc xem cái việc là mình có tác động vào gió không, gió vào ga hay không. Thì hiện nay mình nhìn thấy ở đây là cái nhiệt còn lại trong cái bên ở chamber của mình nó sẽ đuối dưới 300 cho bình nhiệt của mình đang đuối, thì mình sẽ không giảm ga. Thực ra cái ROR kia nó cũng đang đi xuống dần đều và nó đang ở cái mức 5.4, khá là yếu. Hiện nay mình quyết định sẽ không giảm ga giai đoạn này để
chờ thêm một vài nhiệt nữa. Nhiệt cá hiện tại là 210 độ. Đây là mẻ rang đầu tiên của mình trong ngày hôm nay. Roni sàng 14 khá đẹp. Mình rang theo RR giảm dần nên là cái màu sắc của hạt nó sẽ hiển thị rất là rõ ràng cái tỷ lệ xanh chín. Nhưng mà người nhìn thấy ở đây thì cái tỷ lệ xanh chín và cái mức độ chín đồng đều nó cũng sẽ có sự khác nhau và nó rất là trung thực. Thay vì mình kéo dài mẻ rang để lấy cái độ đều màu thì mình sẽ rang cái chuẩn RR thì cái tỷ lệ chín của mình nếu mà nó cao thì cà nó sẽ ngon. Còn nếu mà mình cố tình kéo dài mẻ rang ra để chờ cho những cái hạt xanh này nó lên chín theo những cái hạt kia thì đương nhiên là mẻ rang mình sẽ phải hy sinh rất nhiều hạt chín để đổi lấy sự đều màu của một số hạt xanh, thì mình không làm điều đó. Đây là mẻ rang đầu tiên trong ngày của mình. Thì cái mẻ này thì về cơ bản là mình cũng chưa thực sự là hài lòng với cái đồ thị rang của nó lắm, nhưng mà nhìn ở đây thì ok. Vừa mới vào cà mẻ số 2. Đây là đồ thị của cà mẻ số 2. Thực tế thì nó vẫn chưa đạt được cái mức nhiệt ổn định của máy. Đây là mẻ rang số 2 của ngày hôm nay. Thì cái đồ thị nó đã đi được tương đối ở lặp lại so với những cái đồ thị trước rồi. 90 đến 95% rồi.